Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa. Ở Mỹ là thiên đường, ở Mỹ y tế miễn phí, chăm lo cho người dân từ A đến Z. Đó là cái văn mà nhiều thành phần phản động, khát nước liên tục lấy ra để tô vẽ nước Mỹ và chê bai Việt Nam. Họ bảo rằng ở Việt Nam nếu không có tiền thì chỉ chờ chết thôi. Ở đây hút máu người dân kinh lắm. Ồ thế mà lạ ghê cơ. Dạo này thấy mấy anh chị nghệ sĩ ở bển lại cứ liên tục kêu khổ. Người thì nghe nói là nhổ răng khôn, bây giờ rụng cả hàm. Người thì vừa mới chê y tế Mỹ chặt chém dã man, dù mới chỉ nằm viện vài tiếng. Mới đây thông qua một video, Bình Phương, vợ của cố diễn viên Đức Tiến, cho biết chị vừa nhận hóa đơn từ bệnh viện, yêu cầu chi trả hơn 23.000 đô, tương đương nửa tỷ đồng. Số tiền này là viện phí của cố diễn viên khi anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, rồi qua đời sau đó vài tiếng. Bình Phương cho biết khi còn sống, Đức Tiến đã mua bảo hiểm và được chi trả một khoản rất lớn. Thế nhưng, vẫn còn phải trả 23.000 đô nữa. Bình Phương cho biết cô đang thương lượng để trả ít hơn, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả khả quan. Và giờ thì cô đang lên mạng kêu khổ vì y tế Mỹ quá đắt đỏ. Thực ra thì đây là cái điều hiển nhiên. Chuyện chi phí y tế đắt đỏ ở Mỹ không còn mấy xa lạ nữa. Báo chí Mỹ phản ánh tình trạng người dân nước này đã hoặc trên bờ vực phá sản vì không thể chi trả hóa đơn y tế, nhất là trong thời điểm Covid-19 bùng phát. Chẳng hạn kênh CNBC đưa tin, một phụ nữ mắc Covid-19 vào năm 2021 đã chật vật chi trả gần 160.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 4 tỷ tiền Việt, ngang ngửa một căn chung cư chỉ trong 9 ngày nằm viện. Hay như tờ New York Times đưa tin, một người đàn ông phải gánh khoản nợ hóa đơn y tế là 1 triệu đô sau khi bố anh qua đời vì Covid-19. Trang International Citizen Insurance liệt kê một số chi phí y tế mà du khách đến Mỹ có thể phải trả nếu không mua bảo hiểm du lịch hoặc bảo hiểm y tế quốc tế. Việc gãy xương và bong gân có thể dễ dàng xảy ra cho đời sống hàng ngày. Nhưng những người không có bảo hiểm ở Mỹ sẽ phải chi trả điều trị rất tốn kém. Trong đó, điều trị gãy xương hông có thể lên tới hơn 53.000 đô. Gãy hoặc bong gân cổ tay có thể tốn từ 500 đô nếu không phẫu thuật và lên tới 10.000 đô nếu phải phẫu thuật. Tương tự, điều trị không phẫu thuật với gãy và bong gân mắt cá chân đó là hơn 300 đô. Trong khi phẫu thuật thì phải trả từ 17.000 đến 20.000 đô. Một buổi vật lý trị liệu cũng có giá từ 120 đến 350 đô. Chi phí đến khám tư vấn với bác sĩ rơi vào khoảng 100 đến 200 đô hoặc hơn, tùy vào chuyên môn và trình độ chuyên môn của bác sĩ. Chi phí gọi xe cứu thương dao động từ 400 cho đến hơn 1.200 đô. Còn trực thăng cứu thương thì phải trả cao hơn nhiều, từ 2.000 đến 200.000 đô. Nếu phải vào phòng cấp cứu, mức giá trong khoảng 150 đô đến hơn 20.000 đô. Nếu ở bệnh viện qua đêm, chi phí có thể cộng thêm 5.000 đô. Cùng với các loại thuốc điều trị, tổng hóa đơn trong một lần cấp cứu ở Mỹ có thể lên đến 6.000 đô. Chi phí điều trị ung thư ở Mỹ có thể lên đến cả triệu đô. Cụ thể, điều trị ung thư não có chi phí từ 50.000 đô đến hơn 700.000 đô. Ung thư vú là 48.500 đến hơn 300.000 đô. Ung thư tuyến tụy là 31.000 đến hơn 200.000 đô. Việc điều trị khối u ác tính cũng có thể tiêu tốn từ 1.700 đến hơn 152.000 đô. Còn với các xét nghiệm thông thường thì sao? Chi phí chụp cộng hưởng từ MRI dao động từ 500 đến hơn 7.850 đô, chụp X quang từ 200 đến hơn 3.000 đô. Chi phí xét nghiệm máu, một trong những loại xét nghiệm phổ biến nhất, có giá thấp nhất từ 40 đô và có thể lên đến hơn 3.000 đô. Xét nghiệm cholesterol tại phòng khám có mức giá 50 cho đến hơn 130 đô. Nếu dùng kit xét nghiệm tại nhà thì cũng phải trả từ 40 đến hơn 75 đô. Chi phí cho các loại thuốc kê toa cũng đắt đỏ không kém. Sử dụng insulin cho bệnh đái tháo đường có thể tốn từ 530 đến hơn 1.100 đô. Các mũi tiêm dị ứng trong một năm sẽ tiêu tốn từ 600 đến hơn 2.000 đô. Thuốc hít điều trị hen suyễn có giá từ 60 đến hơn 70 đô. Chi phí sinh đẻ ở Mỹ cũng rất cao. Mỗi lần thăm khám có thể mất từ 100 đến hơn 2.000 đô. Sinh mổ có thể sẽ phải trả tới 50.500 đô. Nếu mẹ gặp các biến chứng khi sinh, tiền điều trị có thể lên đến 3.000 đô trên một ngày. Hóa đơn cho các cuộc phẫu thuật tại Mỹ có thể lên đến vài tỷ đồng. Chẳng hạn, phẫu thuật cắt bỏ tử cung có thể lên đến 40.000 đô. Phẫu thuật cắt abidan hơn 12.000 đô. Cắt ruột thừa hơn 82.000 đô. Bắc cầu một động mạch vành hơn 254.000 đô. Vâng thưa quý vị và các bạn, theo trang Investopedia, có rất nhiều lý do khiến chi phí ở Mỹ liên quan đến y tế là cực kỳ đắt đỏ. Hệ thống y tế ở Mỹ rất phức tạp với nhiều quy tắc và nhiều hình thức bảo hiểm. Vì vậy, chi phí quản lý hệ thống này là đáng kể.
Vào năm 2021, chi phí quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ được quy thành 1.055 đô Mỹ trên một người. Giá thuốc và tiền lương của nhân viên y tế Mỹ cũng rất cao. Vào năm 2022, mức lương trung bình của các bác sĩ gia đình ở Mỹ là khoảng 235.000 đô Mỹ trên một năm, trong khi các bác sĩ cấp cứu có mức lương trung bình hơn 310.000 đô Mỹ trên một năm. Ngoài ra, các bệnh viện ở Mỹ đều cố gắng ngăn chặn các vụ kiện tụng tới người bệnh. Vì vậy, họ thường xuyên yêu cầu bệnh nhân thực hiện nhiều xét nghiệm, chụp chiếu, khiến hóa đơn y tế cao hơn. Vậy không biết các anh chị chê Việt Nam có cảm thấy ngang trái chưa ạ? Những khoản y tế ấy ở giải đất hình chữ S rẻ bằng 1/100 so với các con số điên rồ mà quý vị vừa nghe. Thậm chí ở một vài hạng mục ở Việt Nam ấy miễn phí luôn, chỉ mất tiền gửi xe. Theo một giám đốc bệnh viện, có du khách Úc thay xương khớp phải đợi 3-4 tháng ở nước khác. Tại Việt Nam có thể thực hiện ngay với chi phí bằng 1/3 mà vẫn chất lượng. Mặt tích cực của tin tức giá y tế dịch vụ ở Mỹ cao là chỉ ra thêm một hướng phát triển cho y tế Việt Nam, đó là phát triển du lịch chữa bệnh. Trong nhiều khoa, trình độ bác sĩ Việt Nam đã tương đương với thế giới. Nếu được đầu tư thiết bị và phòng ốc tương xứng, bệnh viện Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được chuẩn điều trị của thế giới, trở thành điểm đến cho những người dân nước khác có thu nhập cao, vừa đến đây du lịch, vừa chữa bệnh, vừa mang lại ngoại tệ cho nền kinh tế. Tại sao giá cả dịch vụ y tế của Mỹ cao đến như vậy? Đó là vì chi phí cho các yếu tố nằm lên dịch vụ y tế của Mỹ đều ở mức rất cao. Đầu tiên, thuốc và trang bị y tế của Mỹ đều là những thứ tốt nhất, có bản quyền. Ví dụ một loại thuốc kháng sinh phổ thông, đó là Oxlocasin, có giá 600 đô cho một vỉ 30 viên hàm lượng 300mg, tức là vào khoảng 20 đô một viên. Trong khi đó ở Việt Nam, một viên thuốc đó có giá 1.300 đồng, tức là khoảng 0,05 đô. Tương tự, một lọ thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh trên có giá ở Mỹ là 65 đô, còn ở Việt Nam 60.000 đồng. Sở dĩ có giá chênh lệch cao như vậy là do thuốc ở Mỹ là thuốc có bản quyền. Tiền thuốc cao chủ yếu là tiền bản quyền. Còn thuốc ở Việt Nam và các nước đang phát triển là dạng thuốc generic, được hiểu là bản sao của thuốc biệt dược với thành phần hoạt chất tương tự, dành cho các nước nghèo, không mất phí bản quyền. Tình hình cũng tương tự như vậy đối với các máy móc y tế. Các hãng dược phẩm và chế tạo thiết bị y khoa của Mỹ thu lời rất cao trên các sản phẩm họ bán ra, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, chính từ nguồn lợi nhuận cao đó đã giúp cho các hãng có nguồn lực để nghiên cứu, phát minh ra các thế hệ thuốc và máy móc y khoa mới. Rồi tiếp đến là chi phí khấu hao máy móc, khấu hao cơ sở vật chất cũng rất cao. Khấu hao của thiết bị y tế nhìn chung là từ 3 đến 5 năm, tức là sau 3 đến 5 năm, các cơ sở y tế sẽ lại thay một thế hệ thiết bị mới. Cuối cùng, giá dịch vụ y tế ở Mỹ cao vì tiền công cho nhân viên y tế Mỹ là rất lớn. Bác sĩ ở Mỹ thuộc top những nghề có lương cao nhất, từ 100.000 đô đến 200.000 đô trên một năm. Thế nên hãy cảm thấy hạnh phúc đi vì được sinh ra là người Việt Nam thưa quý vị. Hoặc nếu vì lý do nào đó mà quý vị cảm thấy chưa hạnh phúc thì cũng đừng vội vàng quay lại nói xấu đất nước. Kể đến lúc phải cắt cả hàm răng như cái anh ca sĩ nào đó thì không dám quay lại về nước xin chữa trị đâu. Mặc dù ở Việt Nam nhổ răng khôn là siêu đơn giản, siêu rẻ và siêu an toàn. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.